Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em sẽ tiếp tục mổ thêm một chiếc âm ly đài Kenwood để cho anh em mình cùng xem ruột gan, và cũng tiện thể thì em sẽ test qua một số chức năng đài và chức năng nhạc của nó luôn, và cũng hướng dẫn một số cách dùng về cái sử dụng qua cái này cho anh em mình theo dõi. Cái mặt trước của nó thì anh em nhìn thấy là một màu nhôm phay rất là đẹp, các nút chiết áp đều là bằng nhôm hoặc là mạ nhôm rất là đẹp. Một cái công tắc nguồn ở đây, và chỉnh bát, chỉnh chép, ba lăng cân loa, lau lớt, volume tổng, và ta có chọn tín hiệu ở đây là anh em có thể chọn được hai kênh. Từ đằng sau là anh em chọn tín hiệu đầu vào từ đầu đĩa, hoặc là từ tivi thông minh, hoặc là từ một thiết bị giải mã nào đó. Anh em chọn được hai kênh BDA và BDB, và đây là cái chọn AM FM và chọn follow đĩa thang, và đây là cái volume chỉnh đài để bắt đài. Em quay đằng sau để cho anh em chúng ta cùng xem cái âm ly này. Trước khi quay đằng sau thì em xin nói luôn là con này là dòng này là hồi gỗ nhá, hồi gỗ. Đây là em cho anh em xem được rồi. Đây là cái mặt ốp của nó là hồi gỗ này, và trên mặt đây cũng bằng gỗ này. Đó. Từ trái qua phải anh em thấy đây là những cầu bắt đài FM và AM. Anh em nếu dùng đài thì bắt cho em một sợi dây đồng vào đây, vào FM. Còn AM thì anh em biết rằng ở Việt Nam mình là còn vài đài thôi, mà sóng rất yếu, nên ta dùng được FM là chính. FM ở đây, và anh em chọn được hai kênh BNB, BNA ở đây để cắm tín hiệu từ đầu đĩa hoặc là từ thiết bị giải mã vào đây. Có hai cầu loa A và B. Anh em chọn kênh A thì bắt một đôi ở trên và một đôi ở dưới, chứ không phải anh em bắt đây một đôi và đây một đôi nhé, và chọn trên một đôi, dưới một đôi, đó, A vào B. Con này họ không ghi công suất ở đây, nhưng họ để ghi cho ta là 3,5A. Điện 120V và là 3,5A, và sản xuất tại Nhật. Anh em hãy cách tính để tính công suất con này thì anh em cứ lấy 3,5A nhân với 120V, và anh em chia nhân với 6 khoảng 55% thì nó ra công suất, thì con này nó rơi vào khoảng tầm như anh em chơi audio tính là khoảng rơi vào tầm 230W là như đấy. Anh em cứ tính như thế nhá, ví dụ như con nào nó ghi A thì anh em nhân với khoảng tầm 55% thì nó ra con này khoảng 230W. Đây em quay cho anh em xem đằng trong một chút. Em quay ngược lại để các anh em mình về cái âm ly này thì mình để ý một chút về cái dây anten, à cái dây đài nó hay bị chạm vào, hay cầm vào nó hay đứt. Đây là bên trong chiếc âm ly của chúng ta, dùng một cục nguồn vuông ở đây. Hai tụ lọc và sò tay bắt ở đây anh em nhé, sò bắt ở dưới thanh nhôm đen này, mặt dưới thì không quay được sò, anh em thông cảm. Và đã đây là đài, đây là đài cơ. Bên mạch này sau như cá nhân em đánh giá thì còn rất là sáng và đẹp. Rồi em mới quay qua một chút về con này. Anh em có thể mình phải tìm hiểu nó đúng đời đài nhá, ví dụ khi những lúc nó không đúng đài, đúng cái con âm ly ấy, mình tìm hiểu. Giả dụ như em mổ con Kenwood này thì anh em nhớ cái model của nó là 5010 đời receiver. Và em sẽ cắm điện và em sẽ bật cắm cả dây loa để bật lên một chút cho anh em mình xem chức năng đài và chức năng đánh loa của nó thế nào.
Quay lại bắt về em một chút nhá, phải mất 30 giây ấy. Nhà em đang đấu đôi loa 100W. Cái âm ni này thì anh em phải đánh được những chiếc loa cũng khá là to đấy. Có thể đánh bắt 30 được. Đánh bắt 30 được. Cái này quan trọng là loa thì nó không quan trọng là bắt 30 hay là bắt 40, mà quan trọng là công suất của nó là bao nhiêu. Hôm vừa rồi em ghép một con âm ni có 65W cho một bác mà đánh bắt 40. Quan trọng nhất là nó hợp. Và đây em sẽ quay ra để ta cùng xem chiếc âm ni này nó hoạt động thế nào. Chiếc Kenwood G-Saver model là KR5010 bắt đầu lên đèn. Công tắc này là vừa là bật nguồn mà vừa là chọn thương hiệu kênh A và B. Em đang đấu loa với là kênh A hay kênh B? Của chiếc A trước đi anh nhé, không đúng chuyển sang kênh B. Và ta bắt đầu cho tín hiệu lên này, xem volume này, và ta xem là chưa có đài. Có tín hiệu rồi mà chưa thấy loa nói thì chúng ta đang đấu ở kênh B. Đây là em đang bắt đài anh em nhé. Đang bắt đài và mình có thể đấu thêm băng ten để lấy nét hơn. Đây là chức năng đài và anh em có thể đấu đằng căng đằng sau nha, anh em hướng dẫn mọi lần rồi đó, và để chỉnh nét hơn hẳn, tốt lắm, mắt tốt lắm. Chức năng đài rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ test nút chức năng nhạc. Em cắm AB vào đã, cắm vào kênh nha, bờ này B nha. Anh em lưu ý rằng mình chọn kênh nào thì mình ấn kênh đó thôi nhá, chọn là A hoặc B. Đây là ấn B nhá, anh em chọn cả hai cái nó không nói đâu. Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia uống màu, nhìn nhau bát đấy. Em tôi bảo rằng thương quá muộn. Đây là tép à. Ta gần nhau khi áo cưới may xong. Còn đây là lau lớp anh em nhá. Thôi em nhé, xin trả về niềm cô đơn trước, cho anh bước xuôi muộn khi hai chúng mình vòng tay trót buông xuôi. Dù lắm em về trong bóng đêm, hai vua nhảy rất đều đó. Ánh đèn lửa thường chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người. Và vâng, em mới mở qua chiếc âm ni đài Kenwood 5010 để cho anh em cùng theo dõi ruột gan, và em cũng có một chút test đài anh em có thể xem qua. Và em sẽ dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của nhà mình, và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.